Sáng nay thì Duyên có triển khai cái chương trình là quét mã QR các cái trang mạng xã hội cho spa, thì Duyên mong muốn rằng là khách hàng của mình á sẽ nắm được những cái chương trình ưu đãi để có thể sử dụng mỹ phẩm và dịch vụ với cái giá ưu đãi tốt hơn. Và thứ hai nữa là khi mà khách hàng họ biết được các cái trang mạng xã hội của mình thì có cái vấn đề gì khúc mắc thắc mắc trong quá trình họ sử dụng sản phẩm hay là họ quan tâm đến những cái sản phẩm dịch vụ gì thì mình có thể tương tác và tư vấn cho họ kịp thời kịp lúc. Thì có một cái bạn nhân viên bạn nói rằng là bây giờ quảng cáo rất là nhiều cho nên là chắc là khách hàng không ai quét đâu chị. Thì nói đến đây thì Duyên cũng cục hứng luôn, trong khi là mã QR đã in rất là bài bản nè, rồi gift voucher khi mà tặng cho khách hàng thì Duyên cũng đã thiết kế rất là bài bản và Duyên đang cầm ở trên tay đó mọi người. Tuy nhiên á thì Duyên nghĩ rằng là bản thân Duyên cũng như là tất cả chị em mình á, khi mà mình đi mua sắm, nếu như mà mình quét mã hay là mình tải những cái app của thương hiệu đó mà nó có lợi cho mình, chẳng hạn như mình được giảm giá, mình được chiết khấu hay là mình được tặng gift voucher cho những lần sau mà không mất gì, thì Duyên nghĩ là Duyên sẽ làm, cho nên là Duyên vẫn cứ triển khai. Và các bạn biết không, hôm nay triển khai thì mới có sau một ngày thôi, buổi tối thì đo lường lại là các bạn đã quét, hầu như là khách hàng đến sử dụng dịch vụ là các bạn đề xuất một cái là khách hàng người ta quét hết. Cho nên là nếu như chúng ta đang kinh doanh, các bạn đang kinh doanh mỹ phẩm spa giống Duyên hoặc là các bạn đang kinh doanh shop quần áo mà các bạn muốn triển khai một cái chương trình gì, ngoài cái việc là ý kiến của nhân sự thì cũng rất là quan trọng để chúng ta biết. Tuy nhiên á thì chúng ta sẽ có những cái chính kiến, những cái quan điểm, miễn là mình hướng đến những cái lợi ích khách hàng nhận được thì những cái gì mình triển khai chắc chắn 100% là nó sẽ mang lại cái hiệu quả nha. Kênh này thì Duyên chủ yếu chia sẻ những vlog trong quá trình làm việc của mình, hy vọng rằng là sẽ kết nối nhiều hơn đến tất cả các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.